Nối tiếp các hoạt động thu hút khách du lịch MICE, du lịch kết hợp với hội thảo sự kiện đến Đà Nẵng trong năm 2021. Sáng nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đón đoàn 700 khách du lịch MICE do Công ty Cổ phần Du lịch Danasi và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Phú Việt khai thác. Đoàn khách du lịch sẽ tham quan lưu trú với hành trình 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng và Hội An. Tại Đà Nẵng, bên cạnh tiệc tối giao lưu, đoàn sẽ tham quan các khu điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như Bà Nà Hills, Chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà. Bên cạnh những điểm du lịch chất lượng độc đáo, một trong những lý do chính Đà Nẵng trở thành lựa chọn của các đoàn khách MICE lớn, đó là dịch vụ chất lượng cao và cơ sở vật chất phục vụ hội nghị hội thảo đẳng cấp quốc tế có sức chứa tối đa lên đến 2.000 khách cho sự kiện trong nhà. Trước đó, trong những ngày đầu năm 2021, thành phố cũng đã đón đoàn 1.000 khách MICE đến thành phố. Đây là những tín hiệu tích cực cho du lịch MICE Đà Nẵng. Năm 2021, Đà Nẵng sẽ xây dựng và phê duyệt danh sách để thu hút khách du lịch MICE đến với thành phố, góp phần khôi phục hoạt động du lịch.